Thưa quý vị, chiều ngày 26 tháng 11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Haneda, thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của nhà nước Nhật Bản. Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị người đứng đầu nhà nước và là chuyến thăm Nhật Bản thứ tư của các Chủ tịch nước Việt Nam. Đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Haneda và khách sạn có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio và Phu Nhân, lãnh đạo và các quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và Phu Nhân, cán bộ nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Nhật Bản diễn ra đúng vào thời khắc rất đặc biệt trong quan hệ hai nước. Theo Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, năm 2023, Nhật Bản và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Do đó, chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ trở thành một trong những dấu ấn nổi bật nhất của năm kỷ niệm. Chuyến thăm còn truyền đi thông điệp rằng sự hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam đang trở thành mối quan hệ có thể cùng đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cũng cho biết, chuyến thăm Nhật Bản lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhau thống nhất những phương hướng đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản sang một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ, toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa, đáp ứng lợi ích và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, hội kiến nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản. Chủ tịch nước cũng sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao và phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước sẽ tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và một số hoạt động quan trọng khác. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng sẽ thăm tỉnh Fukuoka và có một số hoạt động tại đây.